Vâng, một chiếc Toyota Camry giá chỉ có 99 triệu thôi. Em bán thẳng con xe này chỉ có 99 triệu thôi nhá, giá chuẩn luôn ạ. Ở bác nào đừng mặc cả em nhá, đừng mặc cả nữa. Tại vì giá này em đăng lên là cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt cho các bác rồi. Đó. Vâng, em chào các bác. Tiếp tục hôm nay em lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay, hào phóng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Em cảm ơn các bác nhiều. Vâng, một chiếc Toyota Camry phân khúc hạng D đây ạ. Siêu bền bỉ đây, được mệnh danh là lồi đồng quê đá các bác ạ, phá không hỏng luôn. Em thật sự các bác là con này á, nó cực kỳ bền rồi. Nó quá bền rồi. Nội thất zin nhá các bác nhá, ghế zin này, ghế zin nguyên bản của xe từ đầu này. Nếu mà để loại này bền thì khẳng định luôn là hiếm một con xe nào nó có thể bền như con Camry này. Tại vì Camry nó rất là bền rồi, nó cực kỳ nổi tiếng rồi. Là một phân khúc hạng sang, lồi đồng quế đá, lành xe, bền bỉ. Form dáng đẹp, đi cực kỳ đầm xe nhá. Dạ vâng, Toyota Camry, một chiếc xe huyền thoại luôn. Làm mưa làm gió một thời đây. Đây toàn bộ nội thất này, nó trang bị đầy đủ luôn, option nhá các bác nhá. Đó. Nói chung là lòng này thì nó quá phổ thông rồi. Em bán 99 triệu thôi. Vậy bác nào quan tâm đến con xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 04 8888 hoặc 0926 836 686. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhé. Và đây ạ, toàn bộ đây, nội thất nguyên bản này, xe đẹp luôn này. Dòng này thứ nhất phải nói về cái độ bền của nó đã các bác nhá. Mà bây giờ con xe này vẫn còn đi cực kỳ sướng nhá, cực kỳ sướng luôn. Con xe này nói chung là em không nói về đời nhá, nói chung là cái đời xe ấy, nói thì các bác ấy bảo là đời sâu thế này thế kia, nhưng mà bác nào đã chơi cái dòng này rồi ấy, em khẳng định luôn nhá, là các bác bình luận bên dưới giúp em là nó có bền không ạ. Ăn đứt những con xe phổ thông đời cao, không có gì để hỏng cả, quá bền. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Toyota Camry bản GLI nhá, máy 2.2, có động cơ 2.2, cực kỳ bền bỉ, sản xuất năm 1998 nhá. Nói đến đời này thì các bác đừng bảo ui đời sâu lắm không đi đâu, nhưng mà em khẳng định luôn nhá, chạy cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất luôn nhá, ăn đứt những con xe phổ thông đời 2010, nói thật sự luôn, ăn đứt những con xe đời 2010 luôn. Đến thời điểm hiện tại, thời điểm bây giờ đây, các bác lấy xe đi sướng hơn những cái dòng xe đời 2010. Ví dụ như một con xe 2010 phổ thông ấy, ví dụ như một con xe bình dân 2010, không đi sướng con Camry này, em khẳng định luôn nhá. Bác nào nhiều bác chơi loại này còn phải đam mê mà sưu tầm những cái hàng này mới là hàng quý hiếm này. Cốp đây ạ, form nó dài nó rộng, đi đầm thôi rồi luôn. Các bác phải biết từ đời 98 mà vẫn giữ được một cái ghế da zin thì các bác biết phải chất xe nó như thế nào đấy ạ. Em quay lại cho bác xem cái ghế này. Ghế zin này, báo cáo bác ghế zin này. Đây là ghế zin này, nó có vài vết cũ theo năm tháng này, vẫn là zin nhá. Đây là zin của nó này. Được chưa? Ghế zin đây nhá. Quay thẳng luôn ghế zin này, chuẩn luôn này. Cốp sau cực kỳ rộng này, lỉ nguyên bản này. 99 triệu giá hợp lý rồi đúng không ạ? Đây, mời bác xem cái phần tôn vỏ đây. Đây, các bác xem tôn này. Nó chắc chắn chưa? Đây, tí em quay gầm cho bác xem. Giá này em thật sự bác là không bớt được nữa nhá. Không bớt được nữa. Tôn vỏ quá đẹp luôn. Những cái dòng xe phổ thông đời 2010 làm sao mà ăn lại được con xe này được? Em nói thật luôn cho bác luôn. Nói là sự thật. Bác nào mà đã chơi con này thì bác cứ bình luận bên dưới, biết bao giờ nó mới hỏng. Nó bền lắm. Em quay gầm cho bác xem này. Gầm đây ạ. Gầm không có một tí dấu hiệu nào của han mòn. Được chưa? Được chưa? Gầm đẹp chưa? Em tắt đi, em quay lại cho led này. Em tắt máy em quay lại cho bác xem kỹ này. Gầm này. Được chưa? Led chưa? Gầm đẹp chưa? Có đẹp không ạ? Nói chung là nói nó phải chuẩn đúng không ạ? Đây này, em quay luôn thực tế cho các bác xem. Nếu mà để đời những cái đời xe phổ thông ấy, những cái con xe phổ thông ấy, những vị dụ dụ như là vài những con xe ớt hoặc con xe gì đấy, nếu mà đời 2010 ấy, không ăn lại một con này nhá,
đi không sướng bằng và không bền bằng con này. Vài ớt nó đã bền rồi, nhưng mà Camry nó còn bền hơn. Đây em quay bên này cho bác này. Xe gia đình thì không liên hạn nhá, các bác cứ đi lúc nào chán thì thôi, không liên hạn. Đấy, đăng kiểm vẫn còn này. Xe ngon mà đăng kiểm bình thường mà. Và cái dòng xe gia đình thì không liên hạn. Em mời bác xem máy này. Màn hình đầy đủ này. Cam hành trình đầy đủ này. Cam hành trình này. Giá này em nói thẳng luôn này, em không bớt nhá, chỉ lọc lá cho bác thôi. Tại vì em đưa cho bác giá này cực kỳ rẻ thôi. Chỗ khác người ta toàn bán hơn trăm thôi, vì đỡ mất thời gian của bên mua và bên bán, đúng không ạ? Thì là mình cứ nói thẳng luôn để mình đưa lên một cái mức giá là liêm yết luôn, có đúng không ạ? Để các bác được giá tốt luôn. Em mời bác xem máy này. Dây có loa đang chạy kia. Máy lỗ im đét này. Nó hơi mờ đúng không ạ? Quay lại này. Đây em quay lại các bác xem nét chưa? Máy lỗ cực kỳ êm nhá. Cực kỳ êm luôn đấy ạ. Ở con này thì các bác nhìn toàn bộ cái da máy nó còn rất sáng này. Nhiều con nó chạy nhiều nó sạm ven rồi, nhưng mà con này da máy rất là sáng này. Máy móc lỗ êm, ngon. Răng đầu zin nguyên bản này. Quá chất lượng. Vâng, đó tổng thành xe Camry nhá. Một lần em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em. Hẹn gặp lại bác video sau ạ.